Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, Góc nhìn Hoàng Duy Hùng. Hôm nay tôi và anh Châu Ngọc Thủy có duyên ở tại Đà Nẵng trên lưng chừng đèo Hải Vân. Chỗ đây là chỗ quán Simmer. Anh em của chúng tôi đến nơi đây ăn trưa và uống cà phê. Xin chào anh Châu Ngọc Thủy ạ. À, xin chào anh Hoàng Duy Hùng. Vui quá anh Châu Ngọc Thủy, mấy bữa này anh em mình gặp mặt với nhau đây vui quá. Không biết anh Châu Ngọc Thủy có cảm giác như thế nào khi mà về ở một thời gian ở Đà Nẵng này? Về thời gian ở Đà Nẵng thì tôi rất là vui vô cùng, rất là tuyệt vời. Tôi thấy không có nơi nào mà so sánh được bằng Đà Nẵng của chúng tôi cả. Và nhất là hôm nay chúng tôi ngồi ở giữa đèo Hải Vân. Đèo Hải Vân, tên Hải Vân tức là cái tên của tờ báo của tôi ngày xưa ở Mỹ, tôi dùng là Hải Vân, tức là tôi dùng cái tên này để kỷ niệm một cái nơi quê hương của chúng tôi. Hôm nay sẽ là một clip anh Châu Ngọc Thủy nhớ, có lẽ nhớ đời. Lý do là anh là chủ nhiệm và chủ bút của tờ báo Hải Vân ở Sacramento. Anh đã từng là một người viết lên nhiều góc cạnh của xã hội và của chính trị của Mỹ. Và anh cũng là một trong những người tôi nói là rất là đặc biệt đến tham dự cái buổi hội luận của tôi ở tại San Jose. Tôi nhớ anh rất là nhiều cái chuyện đó. Thế bây giờ đó là tờ báo Hải Vân của anh á, có một thời cũng rất là vang dội, là tờ báo mở ngoặc và đóng ngoặc là đứng về phía bên kia. Và nhưng mà anh lại cũng dám nói lên được những cái sự thật về phía bên kia. Thế bây giờ anh về đây, anh thấy rằng là những gì anh nói về phía bên kia hồi trước kia đó, anh nói như thế, anh có cảm thấy rằng là có đúng hay không? Có cảm giác như thế nào khi anh ngồi ở ngay trên đèo Hải Vân đây, là tên của tờ báo của anh? Thì tôi thì lúc nào cũng nói đúng và nói thật. Vì có gì tôi nói nấy, vì tôi làm báo là về lý tưởng, cho nên tôi không bao giờ luôn luôn mình nghĩ rằng phải làm cái tôn trọng cái lý tưởng của mình. Khi mình viết, mình cầm viết xuống một cái bài gì hoặc là một cái chữ nào đó, đó là cái tâm nguyện của tôi luôn luôn lúc nào cũng vậy cả. Nhưng mà ở bên đó anh sống sao được khi mà giữa một cộng đồng rất chống cộng và họ nói rằng là ông Châu Ngọc Thủy này tự nhiên đi nói về tổ chức này, tổ chức nọ chống cộng, thì làm sao tờ báo của anh, tờ báo Hải Vân sống được anh Châu Ngọc Thủy? Cái đó là cũng do cái khả năng và cái tài năng của tôi nữa. Bởi vì á, những cái vị tôi viết đó là về, không phải là viết là về nói xấu những người chống cộng, mà tôi viết về sự thật của những sinh hoạt của cộng đồng người Việt ở bên đó và những cái tổ chức chống cộng ở bên đó. Còn vấn đề làm ăn là khác, làm ăn là đa số những quảng cáo của tôi là khách Mỹ nhiều hơn là khách Việt. Đó là lý do mà tôi muốn mạnh dạn để viết lên những gì tôi viết. Mà có nhiều lần những tổ chức ở bên đó như tổ chức Việt Tân cũng đã kêu gọi các cái tổ chức, các cái khách hàng của tôi phải ngừng quảng cáo. Nhưng mà vì những khách hàng của tôi họ rất là biết tôi và họ biết cái lý tưởng của tôi, cho nên họ coi thường những cái yêu cầu của những cái tổ chức đó. Tôi cũng biết có một thời gian cách đây khá lâu rồi, chứ không phải là sau này là 2015-16 gì. Trước năm 2015, tôi cũng được biết là tờ báo Hải Vân cũng có những bài nhận định về đất nước này. Có lẽ lúc đó anh chưa có đủ thông tin. Và bây giờ anh về thì anh thấy cái sự thông tin trước và bây giờ thì như thế nào? Anh có thể cho tôi và những người hiểu hơn về báo Hải Vân và anh. Thật sự trước đó là tôi không hiểu nhiều thông tin về Việt Nam. Tôi chỉ nghe kể lại thôi, nhưng mà thật sự tôi cũng không tin mấy, chỉ tin được khoảng chừng 50-60% thôi. Vì vậy, và tôi cũng chờ đợi có một gì nào đó tôi sẽ về Việt Nam để coi thử có đúng những gì mà tôi nghe hay không. Thì khi về Việt Nam thì tôi nghe nó lại trái ngược. Trái ngược lại những gì mà tôi nghe những người họ đã về qua họ nói lại. Thế bây giờ, cái lần đầu tiên sau bao nhiêu năm á, thì anh mới về lại Việt Nam? Tôi về Việt Nam năm 2019, tức là 39 năm sau. 39 năm sau tôi mới trở lại Việt Nam. Thế câu hỏi được đặt ra, khi anh về Việt Nam, anh có bị nhà nước này làm khó dễ gì anh hay không? Không, từ lúc mà tôi đặt chân xuống phi trường Tân Sơn Nhất hồi năm 2019 tới bây giờ, chưa có một ai hỏi tôi cả. Chưa có một ai tới hỏi tôi là anh ở bên đó làm cái gì, hay là anh tên gì, hay là anh là ai. Chưa gặp một người cán bộ nào cả. Ở hải ngoại người ta nói rằng là một người mà từng trước kia chống cộng hoặc là như anh là một chủ báo đó,
thì chắc là về thì công an anh ra uống cà phê như tôi với anh đây, thì chắc có lẽ ai đó đứng đằng sau ngó xem xét, hoặc là anh về nhà cư trú của anh là phải khai báo công an phường, công an này nọ, rồi họ xem xét nhà của anh ban đêm, rồi tối anh nhậu, anh biết nghe rất là nhiều rồi, họ bảo là chứ nhiều khi công an bất ngờ ập vô trong nhà. Thế thì từ hôm nọ tới giờ mấy bao nhiêu lần anh có thấy có cảnh đó ở đây không? Không có. Đó là một cái lý do anh biết là năm 2007 ba tôi im mất, mà tôi không dám về. Bởi vì tôi nghe họ nói là anh làm báo mà anh về Việt Nam là khó sống với chính quyền lắm đó. Đúng rồi. Đó là cái mà tôi không dám về. Cho nên đến năm 2019 tôi mới liều về một lần để coi thử như thế nào. Đó, cho nên khi tôi về, tôi tuyệt đối không cho gia đình tôi từ bên Mỹ, Canada và Việt Nam không một ai biết tôi về, kể cả bạn bè của tôi, bạn thân nhất cũng không biết luôn. Tôi đi một cách rất là bất ngờ, một cách rất là âm thầm, chỉ có một mình tôi biết thôi. Đó là cái mà bây giờ thưa quý vị, tôi mới được biết anh Châu Ngọc Thủy năm 2007, ông cụ thân sinh của ảnh mất, và lúc ấy ảnh quyết định về, nhưng mà ảnh e ngại là vì những cái thông tin mà nghe nói rằng là về tới nơi đây thì ảnh là một chủ báo thì sẽ bị nhiều khó khăn, người ta theo dõi, nhưng cuối cùng không phải vậy thưa quý vị. Thế rồi tại sao năm 2019 anh quyết định về không cho bạn bè biết, và anh về rồi thì tại sao đó lại làm cho anh có một cái niềm tin để quay trở về tiếp tục, và bây giờ tôi được biết anh quyết định là muốn sống ở tại Việt Nam. Và khi tôi về Việt Nam đó, cái giờ phút mà đầu tiên tôi mà vừa bước ra khỏi sân bay đó, hồi hộp lắm. Khi tới hải quan tôi cũng rất hồi hộp. Tôi không biết là họ có ghi danh ghi tên mình ở trong cái sổ đen hay không. Nhưng mà tôi về, tôi ở Sài Gòn được mà 2 ngày, tôi thấy vẫn thản nhiên, tôi đi vòng vòng ở Sài Gòn trời lớn, chơi thấy cũng chẳng ai đi theo dõi mình cả. Và tôi đi về tới Đà Nẵng thì tôi đi tìm nhà tới nhà, rồi tôi thấy cũng chẳng ai biết mình là ai cả. Đó là cái lý do mà tôi nghĩ rằng tại sao mình phải sợ. Đó là chẳng qua những cái lời nói hù dọa của những cái tổ chức, những cái hội đoàn ở bên Mỹ mà thôi, chứ thật sự không có như những gì mà những người đó đã nói. Rồi tôi được biết là anh quyết định quay trở về lại đây sau khi có những cái chuyến năm 2019 anh về lại đây. Bây giờ tôi được biết là anh có thuê nhà ở Đà Nẵng đúng không anh Châu? Đúng rồi. Và hình như là tôi thấy anh mấy bữa nay anh vui lắm, anh mập ra, anh cười, anh tươi, lúc nào cũng vui vẻ hết. Anh có thể chia sẻ tại sao anh có một cái niềm vui như vậy được không? Cái niềm vui là thứ nhất đó là tôi thấy rằng cái tinh thần của tôi đã được thoải mái, không có gì phải lo lắng như những ngày tôi ở bên Mỹ. Và cái thứ hai nữa là tôi về tôi ăn uống ở đây tôi thấy rất là ngon, cho nên tôi ăn được nhiều. Còn bên đó tôi ăn nhiều khi ăn tô phở, ăn nửa tô là thấy ngán rồi. Lý do là tại vì đồ đa số đồ đông lạnh không, cho nên ăn tôi muốn ăn bún, ăn phở hay là ăn cơm, ăn bất cứ gì, ăn nửa tô, nửa chén, nửa dĩa là tôi đã ngán rồi. Đó là lý do mà làm cho tôi không được mập. Và một mặt khác nữa là bên đó tôi không ít khi uống bia lắm, tôi bây giờ uống bia nó là khác. Và về ra tự nhiên bỗng nhiên tôi lại ăn ngon, mà tôi thích uống bia, mà tôi uống không được nhiều, chỉ cao lắm là nửa lâu là thấy vui rồi. Đó là cái mà cái tinh thần nó làm cho tôi phấn khởi, làm cho tôi uống bia. Cái từ cái chỗ đó nó làm cho tôi được trẻ hơn lại nữa, và khỏe mạnh hơn nữa. Hôm qua anh là người hướng dẫn cho tôi đi tham dự cái buổi xem con rồng ở tại cầu Rồng Đà Nẵng á, thì thấy được con rồng nó phun lửa, rồi con rồng nó phun nước, rồi anh lại hướng dẫn tôi vô chợ đêm ở Sơn Trà. Tôi thấy anh đi rất là rành rọt, và nghe nói anh là một ngày anh đi không biết bao nhiêu cây số, anh đi vòng vòng như vậy, anh khám phá rất nhiều nơi đây. Thế thì cái cuộc sống của anh nói là anh thoải mái, có phải đó là một trong những sinh hoạt thoải mái của anh không? Đúng vậy. Bên Mỹ cũng vậy, tôi cũng một tuần anh biết làm báo thì một tuần là có một ngày chứ bao nhiêu đâu. Tức là một ngày đi phát báo và một ngày làm thôi. Còn trước đó là mình làm lai rai, cho nên thời giờ bên đó cũng nhiều. Nhưng mà thật sự nó rất là buồn chán, vì nó mình không biết đi đâu cả. Mà muốn đi chơi thì cũng lanh quanh lẩn quẩn có chừng đó chuyện, không có gì để mà mình giải trí. Và bạn bè thì đa số đi làm hết, về chơi với ai. Còn về đây không có bạn bè, đi chơi một mình vẫn thấy vui. Vui cái chỗ là mình thứ nhất mình được ở chính trên quê hương của mình. Cái thứ hai nữa là chung quanh cái gì thấy cũng lạ và thấy cũng vui, nơi đâu có đồ ăn cả. Đó là cái sở thích mà tôi thấy ở Việt Nam rất là thú vị, là thú vị ở cái chỗ đó.
À, thế thì anh thú vị như vậy thì bây giờ hỏi thiệt nha. Ê, tôi thấy căn hộ nghe, tôi thấy trước tôi ở rồi cũng rất là khang trang đẹp đẽ. Nhưng mà anh thuê bao nhiêu vậy anh? Thuê có 5 triệu một tháng. Ôi, như vậy chưa tới, mới 200 mấy chục đô la. Chưa tới 250 đô la. Mà anh sống như là một đế vương ở trong cái căn hộ riêng biệt đó. Đúng rồi, đúng rồi. Mà anh biết là ở bên Mỹ đó, là tôi thuê căn apartment một phòng mà gần 1.200 đô la. Đúng rồi. Một mình tôi ở một phòng 1.200 đô la. Mà bây giờ đây tôi chỉ có 200, chưa tới 250. Tôi cho tiền điện, tiền nước nữa 50 nữa là cho 300 đô la. Và ăn uống cho cả tháng nữa, cả xăng gội đi xe máy nữa thì cao lắm là 500-600 đô la chứ bao nhiêu. Nếu mà thí dụ như một cái quảng cáo mà người ta đăng tin báo của anh, tôi nói thí dụ mà thôi mà anh lấy được tháng 1.000 đây đi, chắc anh mang về đây chắc anh sống sướng lắm phải không? Đúng rồi. Tôi có tới 4 năm sòng bài, mà mỗi sòng bài được quảng cáo tôi làm 1.000 một tháng. Bên đó tôi làm một tháng 4-5.000 đô la. Mà bây giờ tôi thì không làm đồng nào hết, nhưng mà tôi thấy bên này tôi vẫn sướng hơn, tôi ở bên kia là 4-5.000. Đúng rồi. Tôi thấy bên này thiết đó, nhà cửa nó rẻ, làm cho cái tinh thần tôi rất là thoải mái, không có gì phải lo lắng cả. Tôi đã chấp nhận để bỏ một cái sự nghiệp bên đó, tôi về đây sống là tôi đã suy nghĩ rất là kỹ, chứ không phải là tôi muốn bỏ đi là bỏ. Rồi tính ra như vậy, cái mức gọi là cái nợ trần của anh, xin lỗi, cái overhead của anh á, tôi không biết tiếng Việt Nam nó là gì nha, cái điều mà cái chi phí của anh một tháng rất là thấp. Tôi thấy hình như anh ngày nào cũng đi bộ hoặc là chạy bộ, rồi đi trên bãi biển cát ở tại thành phố Đà Nẵng. Và tôi thấy bãi biển cát ở thành phố Đà Nẵng nó đẹp, nó giống như là một cái sân của sân volleyball. Thì không biết có phải vì như vậy mà anh ngày nào tôi thấy anh cũng đi bộ và anh hoạt động rất tích cực không, đúng không anh Châu? Thì đi bộ, nói tới đi bộ thì ở bên Mỹ tôi cũng đã đi bộ rồi. Mỗi ngày tôi đi bộ 2-3 lần. Cứ đi bộ xong cái về nhà vô ngồi computer làm việc. Làm việc xong cái lá cái một buồn người ta đi bộ tiếp. Khi một ngày đi bộ tới 7-8 cây số, tức là khoảng 3-4 mai như vậy. Thì bây giờ về trong khi đi bộ bên Mỹ ngồi đường chỉ có một mình tôi. Đa số là xe không, với đường phố và nhà cửa. Còn trong khi tôi về đây, chung quanh là đều người và mọi chuyện nó đều thay đổi mỗi ngày. Đó là cái niềm vui là tôi cần thích thú đi bộ hơn nữa. Và nhờ vậy mà sức khỏe tôi lúc nào cũng là khỏe mạnh. Thưa quý vị, về bên Việt Nam phải nói rằng là rất khỏe, rất thoải mái. Điều này làm cho tôi rất là hạnh phúc. Tôi cũng hỏi lại anh Châu Ngọc Thủy đó là anh về đây anh có thấy đất nước này phát triển thanh bình, anh có ngại hay không khi anh ra đám đông hay không? Còn ở bên Mỹ, mấy năm nay tôi rất là ngại khi đang ngồi với đám đông anh trong một thủy. Thì tôi rất thẳng nhiên, rất là tự nhiên. Bên đó, bên Mỹ hay là bên Việt Nam cũng vậy. Tôi tới giữa đám đông, cả ngàn, hàng ngàn, hàng chục ngàn người, tôi vẫn bình tĩnh, vẫn như những gì mà tôi làm việc. Vì tôi luôn luôn nghĩ rằng tôi là một người làm truyền thông. Thì tới đâu, tôi cũng vẫn làm truyền thông, dù là tôi không làm báo, nhưng mà tôi vẫn còn giữ cái Facebook và YouTube của tôi vẫn những chuyện gì tôi vẫn đưa lên trên đó để cho mọi người được coi, để cho mọi người được thấy. Và tôi tuyệt đối là không phê bình, không bình luận, tôi chỉ đưa những hình ảnh cho bà con từ họ cảm nhận lấy thôi. Nhưng mà anh có cảm nhận được rằng ở bên này phát triển và thanh bình hơn nhiều không? Quá, như anh tối hồi tối anh thấy đó, anh thấy đi coi cộng đồng anh thấy đó đúng không? Anh đoán khoảng bao nhiêu người, như cái sự mà ước đoán của tôi đó, theo kinh nghiệm đó, tôi thấy ít chắc là từ 20 đến 25 ngàn người đi tham dự trong đi coi cái cầu rồng phun lửa như vậy. Mà như anh tính bây giờ ở nước Mỹ làm sao có thể tụ tập được những người như vậy, được một số đông người như vậy, cỡ 1.000 người, 2.000 người là thấy đã sợ, mọi người cũng đã run run rồi. Cầu rồng mỗi một tuần đều có phun lửa vào ngày cuối tuần thứ bảy và chủ nhật. Và đây thì đa số là người dân ở Đà Nẵng rồi. Nhưng ngày nào mà đốt lửa và có phun nước thì vẫn là đông như vậy. Chúng ta thấy khoảng chừng 1 km² là chật ních thì anh Châu Ngọc Thủy nói đúng. Theo tôi nghĩ là khoảng chừng từ 20 cho đến 30 ngàn người tối hôm qua. Điều đó là một điều rất là may mắn cho đất nước này, khi mà người dân cảm thấy an tâm tràn xuống đường để ngắm cảnh là con rồng nó phun và họ tươi vui, họ uống cà phê rồi ăn nhậu. Mà tôi thấy rằng hình như là không phải chỉ riêng Đà Nẵng này cứ cuối ngày là ăn nhậu, mà cả nước này là ăn nhậu. Không biết họ lấy tiền đâu ra mà ăn nhậu dữ thế. Thì
thì họ đi làm, họ đi làm và buôn bán. Anh tính ngày xưa đó, cái đời sống ngày xưa của người dân ở Đà Nẵng nó khác. Ở bên phố, bên quận nhất, quận nhì là nó khác. Còn bên quận Sơn Trà đó, đa số là người dân họ làm biển và họ làm nông. Nhưng mà cái những cái nghề đó bây giờ đã không còn nữa, ít còn nhưng mà rất là ít. Thì bây giờ đa số người ta làm công nhân và buôn bán, mà buôn bán là anh thấy đó, nhà nào họ cũng mở quán ra để họ bán hết. Thì cái đó là cái lợi tức của họ để họ sinh sống. Ban ngày họ buôn bán, mỗi ban tối họ có thời giờ đi nhậu, đi nhạc, đi ăn, đi uống, đưa gia đình, bạn bè đi ăn, đi uống. Anh thấy nguyên cái dọc đường mà hồi tối anh đi coi cầu rồng đó, anh coi thấy không? Chỗ cái quán nào cũng đông nghẹt hết trơn mà, nhậu nhạt hết trơn mà, vui vẻ hết cả. Cái điều là anh thấy số đông như vậy mà không có một cái chuyện gì xảy ra, đúng không? Đúng. Và không có một cái chuyện mà cãi cọ với nhau nữa là khác, chứ đừng nói chuyện đánh nhau. Chứ còn nói chuyện đánh nhau thì không bao giờ có rồi. Bởi vì Việt Nam không có cho giữ súng, không có cho bất cứ một ai được giữ súng trong người. Đó là cái lý do mà tôi nghĩ rằng không có cái đất nước nào an toàn bằng Việt Nam chúng ta cả. Dạ. Anh Châu thấy hình như anh ở Mỹ anh thấy rồi, người ta buôn bán cái gì cũng có con số này nọ, mà tiền bạc thì xài rất là ít. Nhưng mà hình như về Việt Nam này cái tiền mặt nó nhiều lắm anh Châu. Bởi vậy cho nên chúng ta thấy cái lợi tức kinh tế của người dân ở đây nó không phản ảnh đúng với sự thật, mà nó phản ảnh thấp hơn nhiều. Bởi vì sao? Cái lợi tức về tiền mặt họ không có kiểm soát được. Đúng rồi. Cho nên cái lợi tức kinh tế thực sự của Việt Nam là theo tôi nghĩ là nó nhiều hơn đó, thưa anh Châu ạ. Thì anh thấy đó, bên Mỹ bây giờ mình đi xài chỗ nào, gian nhà hàng, cà phê gì cũng cà thẻ hết, đúng không? Còn bên này là mình mua gì phải trả tiền mặt hết, chứ đâu có ai đâu. Cho nên không thế nào biết được trong mỗi gia đình họ có bao nhiêu tiền mặt. Cái trước mắt cái tài sản họ đã có sẵn rằng là một căn nhà, nhưng thấy căn nhà ở bên Sơn Trà, một căn nhà tệ lắm phải là trên 10 tỷ. Trên 10 tỷ là ít là trên 400.000 đô la. Đúng rồi. Đó là cái tài sản chìm của họ đó. Và còn cái tiền đô la mà họ giữ trong nhà nữa. Mình không thể nào mình đoán được đâu. Giống như hồi nãy mình tới đây thôi, một ông từ Việt Kiều Mỹ về mà muốn tặng cho ai đó thì bằng tiền Việt Nam cái vài 500.000 là lớn, tức là khoảng chừng mới có khoảng 25 đô thôi, phải không? Đúng rồi, đúng rồi. Còn trong khi đó thì ông nội nội ở đây là tặng cho là tờ trăm không à, tờ trăm đô. Đô la mà ông làm một quán cà phê nhỏ trên núi đó, thì phải ở trên ngay giữa địa đều Hải Vân đó, tặng cho đứa cháu nội 100 đô la. Mà tôi nhìn trong xe ông mở cốp xe, tôi nhìn thấy một cọc tiền đô la vậy. Ở Việt Nam, ở bên Mỹ làm sao có ai có, tôi nghĩ thật á, một cọc của tôi đăng nhất là mấy ngàn đô la trong xe qua không. Việt Nam cũng có nhưng mà không phải đơn giản giống như bên này. Ở bên này người dân thường họ vẫn có con số tiền đô la như vậy, cho thấy rằng là họ sử dụng tiền mặt rất là nhiều, và coi như tiền mặt lưu hành trong quần chúng và trong xã hội mạnh như thế, thì tôi nghĩ rằng kinh tế Việt Nam một khi mà công khai chính thức nó vượt qua rất là nhiều quốc gia nữa rồi, nó không còn là con số bình thường giống như người ta nghĩ là xuất nhập khẩu của Việt Nam chỉ mấy trăm, 500 mấy chục tỷ Mỹ Kim, chắc chắn chúng ta sẽ còn nhiều hơn nữa. Có một cái điều như này là anh Châu Ngọc Thủy, đó là tôi là người được ở bên kia chú ý tôi rất là nhiều. Tôi nói hôm kia thôi, thí dụ hôm kia thôi, khi mà anh vừa mới lên clip ở trên Nửa Vòng Trái Đất TV đó, thì ông Phạm Trung Kiên là một người chống cộng cực đoan ở Nam California, ông viết một bài xong ông lại mang tên tôi ra, ông bảo là Hoàng Duy Hùng, một trong những kẻ bưng bô Cộng sản Việt Nam là Hoàng Duy Hùng. Chắc ngày mai đến ông Châu Ngọc Thủy, phải không? Thì tôi hỏi anh là chứ anh có ngại khi mà anh ngồi với tôi anh sẽ được mang tên là bưng bô Cộng sản không anh Thủy? Ông tôi đâu có ngại. Giống như ngày hồi tối tôi có một, sau khi clip đó tôi có thấy có một người họ nói rằng là anh Châu Ngọc Thủy mà tôi nghe nói là anh Hoàng Duy Hùng, ông người mà phải biết cái tụng anh đó. Họ nói tôi nghe nói anh Hoàng Duy Hùng đang ở Đà Nẵng đó, mà anh Châu Ngọc Thủy mà kết hợp với Hoàng Duy Hùng để nói một câu chuyện về xã hội ở Việt Nam và Mỹ thì chắc hay lắm. Cho nên hôm nay chúng tôi rất là có duyên và hồi ngồi với nhau, cùng đi nhau lên trên đèo Hải Vân và được ngồi đây để nói chuyện cùng với quý vị. Thực ra thì thưa quý vị, tôi với anh Châu Ngọc Thủy không có sự chuẩn bị cho cái chuyện này. Tôi với anh Châu Ngọc Thủy nói thôi hôm nay mình ăn xong mình cà kê dê ngỗng mà nói chuyện sự thật của đất nước này và những gì đang diễn ra. Nếu mà muốn có một buổi suy nghĩ cho nó kỹ hơn thì chắc là anh em mình cũng phải mất nhiều thời giờ hơn. Hay là tôi rủ anh đi ra Huế với tôi kỳ này, anh đi không? Tôi cũng định ra Huế đó nhưng mà chưa biết. Có một người bạn họ muốn rủ tôi ra Huế chơi. Trong khi đó
trong lòng cũng muốn ra lắm nhưng mà chưa biết sao, để coi thử một vài hôm như thế nào. Yeah. Vì nghe nói là anh Hoàng Duy Hùng ngày mai mốt về đến Huế thì có thể là đi theo anh Hoàng Duy Hùng đi chơi. Vâng. Thì anh đi phần ảnh còn tôi đi phần tôi. À, không, à, không, mình đi cùng chung. À, nhưng mà tới thì cần đi thì tôi đi việc tôi, anh đi việc anh. Đúng, đúng rồi, đúng vậy. Đúng à, vậy. Mình đã thấy cảnh cái đất nước mình phát triển, ổn định phát triển, rất là mừng anh Châu Ngọc Thủy. Và tôi nghĩ rằng là những người như anh là những người làm truyền thông nên có một tiếng nói về sự thật của đất nước. Tôi thì khác anh một chút xíu là tại vì tôi không phải là thuần túy truyền thông mà tôi còn là một người chính khách, cho nên đôi lúc tiếng nói của tôi nó cũng không đủ cái sự khách quan đối với những người họ theo dõi, họ cho rằng ông Hùng còn mang nặng nhiều tư tưởng chính trị. Nhưng mà như anh nói là tôi thích lắm. Tôi xem cái clip mà anh nói tôi rất là thích, tôi rất là tâm đắc đó nha. Yeah, tôi thật thì sự đó là tôi nghĩ sao tôi nói vậy thôi. Yeah. Tôi không bao giờ chuẩn bị bất cứ một cái gì cả. Ai muốn hỏi sao cái gì thì tôi biết cái gì thì tôi nói cho nó. Chẳng hạn như bây giờ hồi nãy anh nói vấn đề tiền đô la đó, như anh Đông mới ra đây này. Tôi nghĩ rằng Việt Nam chúng ta là một cái nơi giữ tiền đô la nhiều hơn bất cứ một nước nào trên thế giới, ngoài nước Mỹ thôi. Yeah. Tôi tin tưởng là như vậy. Vâng. Tôi suy nghĩ là như vậy đó. Tôi cũng nghĩ như vậy. Ngay thấy anh Đông ở tới đây ngồi anh cầm một đống tiền cho đứa cháu nội, tôi cũng hết hồn luôn. Hết hồn chứ. Không, nói thật lòng là nói thiệt anh Hùng, anh còn nói thật lòng là em ở Việt Nam cái còn đô la cũng có nhiều. Nhiều hơn nữa, hay là lại 1%. Thưa quý vị, đây là anh Đông, chủ quán của Simmer ở giữa ngay đèo Hải Vân. Ảnh vừa tới đây, ảnh xách chai rượu tới đây tiếp tục nhậu và uống với tôi. Còn bên cạnh là anh Cường, là người bạn rất là thân mà đã theo giúp đỡ tôi trong các chuyến đi ở Đà Nẵng. Và một lần nữa thì có anh Châu Ngọc Thủy, là một nhà báo ở tại Bắc California nhiều năm trời, đã tham gia vào buổi hội luận của tôi ở tại San Jose vào năm 2019, và tôi thì lang thang ngày hôm nay ở tại nơi đây. Anh em gặp nhau như tôi đã nói ngay từ lúc đầu là không có một cái sự gì là chủ định trước, mà chỉ là cùng vui vẻ có sao thì như vậy, để quý khán thính giả thấy rằng cảnh sinh hoạt ở trên đèo Hải Vân ngày hôm nay như thế nào. Tất cả đều là một sự tự nhiên cho thấy đất nước của chúng ta thật sự thanh bình. Không có cái gì quý hơn sự thanh bình. Đó là viên ngọc chân quý nhất của thế giới bây giờ. Nước nào mà có sự thanh bình thì nước đó sẽ được ổn định và kinh tế phát triển. Chúng ta thấy như nước Ukraine đang có thanh bình như vậy mà chỉ là háo chiến một chút xíu thì đã bị cho Nga, vì họ phải bảo vệ an ninh tổ quốc của họ thì họ đánh tấn, thì Ukraine bây giờ tan tác không còn gì nữa, và cả Liên Âu bây giờ đang khủng hoảng. Thì chúng ta thấy thanh bình là một viên ngọc quý, chúng ta đang hưởng cái cảnh thanh bình này thì chúng ta cũng biết ơn những người lãnh đạo của đất nước làm cho đất nước của chúng ta thanh bình. Thôi bây giờ anh Đông Đen, anh Thường mời tới mời tôi nha. Tiếp tục không cho tôi uống cà phê trước anh đã nha. Không, à tôi xin mời anh Đông Đen này, tôi mời các anh em ở đây cùng uống ly cà phê chút xíu. Thì bây giờ nói tới vấn đề chiến tranh, à thì tôi nghĩ rằng là Việt Nam chúng ta từ nay cho đến mãi mãi về sau sẽ không bao giờ có một cuộc chiến tranh nào nữa cả. Bởi vì chúng ta đã trải qua biết bao nhiêu cuộc chiến tranh và người dân đã trải qua biết bao nhiêu sự đau khổ rồi, nghèo đói rồi. Và bây giờ một đất nước thanh bình, giàu có như vậy thì không thể nào có một sự chiến tranh sắp tới sẽ xảy ra được nữa. Cái này thì tôi không đồng ý hẳn với anh chồng. Tại vì chiến tranh là do, không phải là do mình mà thôi, mà do thí dụ như một cái anh bạn khổng lồ, anh nhiều khi anh cái tham vọng của anh mạnh quá, anh bất chấp hết tất cả mọi chuyện, anh nghĩ rằng anh có thể làm được cái chuyện đó, thế là anh làm một cái chuyện đó. Chúng ta đã từng trải qua năm 79 chúng ta biết rồi. Cho nên chúng ta, về phần chúng ta thì chúng ta khôn khéo giữ 40. Nhưng mà còn cái anh khổng lồ đó, anh có chịu giữ hay không, hay là một cái lúc nào đó anh cũng điên điên khùng khùng, cái anh nổi cơn. Thì tôi cũng xin nói thiệt với cái anh khổng lồ đó, một dân tộc đã 100 triệu dân không còn đơn giản nữa. 100 triệu dân là có thể là 100 triệu dân có thể đã là một cường quốc tới nơi rồi. Nên chúng ta không có muốn chiến tranh nhưng vẫn bị chuẩn bị chiến tranh.
để tránh có không có chiến tranh anh Châu Ngọc Thủy nghĩ sao? Đúng, tôi đồng ý với anh Hoàng Duy Hùng. Và lý do mà tại sao tôi nghĩ rằng là Việt Nam mình sẽ không có chiến tranh nữa là vì Việt Nam mình ngày xưa, chẳng hạn như Pháp vô Việt Nam thì có những người Việt Nam theo Pháp để đưa Pháp vô một cuộc chiến, và Mỹ vô Việt Nam thì có những người Việt Nam đi theo Mỹ biến chúng ta thành là một cuộc chiến là tranh coi như là chiến coi như là đánh nhau. Còn bây giờ hầu như tất cả người Việt chúng ta đều có một tấm lòng chung là yêu hòa bình và không chấp nhận bất cứ một cái nước ngoài nào vô để mà điều khiển đất nước Việt Nam chúng ta nữa. Đó là cái lý do mà tôi nghĩ sẽ không bao giờ có một chiến tranh. Như anh thấy không, như mấy đợt trước và tôi giờ tôi nghe nói rằng người dân Việt Nam mình hiện nay là ghét, rất là ghét người Trung Quốc. Mà khi đã ghét người Trung Quốc rồi thì người Trung Quốc không thể nào chiến tranh Việt Nam chúng ta được. Anh vô chính người dân đứng dậy đánh các anh là anh đủ chết rồi, chứ không cần mà quân đội nữa. Đó là cái mà tôi tin tưởng như vậy. Vâng, thì đó là như tôi nói là phân tách về chủ quan, tức là những người dân trong nước này, những người đang làm chủ nhân ông nơi đây thì họ không muốn có cái cảnh đó. Nhưng mà phân tách về yếu tố khách quan, thí dụ như cái anh bạn khổng lồ Trung Quốc, thí dụ như những người chống cộng cực đoan ở hải ngoại, ở một chút xíu là họ nói rằng là trên là ôi ở trong nước là hèn với giặc và ác với dân. Thế thì anh nghĩ sao? Là cái suối chúng ta đó, anh nghĩ sao? Vì họ muốn có chiến tranh để làm gì? Để họ hợp cướp chính quyền. Vâng. Cái việc họ ăn chay ngồi chốc, chứ không phải họ yêu nước gì cả. Vâng. Họ còn yêu cái quyền của họ. Vâng. Bây giờ anh nghĩ đi, họ qua bên đó họ đâu có quyền hành gì đâu. Vâng. Ăn rồi đi lăng bang ở ngoài đường, đi ngồi nhau rồi tán dóc nói chuyện xưa, chuyện cũ, cái chuyện chức vụ của họ ngày xưa thôi. Chứ đâu có gì đâu. Còn làm sao họ muốn người, anh muốn chiến tranh là phải tự do người dân đứng lên mới gọi là chiến tranh được. Vì đó là do họ xúi, họ đưa cái Trung Quốc vô để họ xúi người dân Việt Nam mình đứng lên. À, thật sự không, anh thấy đó, có bây giờ anh về đây anh cũng thấy có cái anh Trung Quốc nào mà lãng vạc ở đâu đâu không có, không có một người Trung Quốc nào thì làm sao không có chiến tranh được. Chỉ có là Trung Quốc nó hù, nó dọa, nó phá Việt Nam mình thôi, chứ không thể nào mình đã chiến tranh với Việt Nam mình được nữa. Anh Châu Ngọc Thủy biết không, là về đây tôi thấy đất nước bây giờ như ở Đà Nẵng trước đây họ nói là nhiều người Trung Quốc, nhưng bây giờ thì không có thấy ở Trung Quốc nào hết. Rồi bây giờ đó họ nói trước đây là nhiều người Tây, bây giờ cũng không có bao nhiêu người Tây. Kinh tế đó là phải dựa lên trên cái nhu cầu của xã hội và của quốc tế. Thời điểm đó Trung Quốc du lịch thì cái việc cho họ du lịch có gì đâu, đúng không? Đúng rồi. Bây giờ đó là họ làm khi nào họ làm cái gì không sai, xin lỗi, khi nào họ làm cái gì sai thì nhà nước mới xử, chứ không thể nào mang họ xử ra trước khi mà có những cái bằng chứng về pháp lý này nọ, đúng không? Đúng vậy. Anh không làm sai thì không có ai bắt anh cả. Yeah. Dù bất cứ ở nơi đâu, chỉ có anh làm sai, anh làm không đúng pháp luật, anh vi phạm pháp luật thì cái đó là anh không thể nào mà anh tránh được, dù anh ở một nước. Yeah. Thưa quý vị, đây là câu chuyện tôi nói là trà dư tửu hậu với anh Châu Ngọc Thủy, là một nhà báo chủ nhiệm của báo Hải Vân ở bên Sacramento, ở California. Còn tôi hôm nay hai anh em của chúng tôi không phải là vô tình, nhưng mà anh em của chúng tôi lên trên đây gặp uống cà phê, ăn trưa rất là vui, chia sẻ với quý khán thính giả một góc nhìn từ ở lưng chừng đèo Hải Vân, quán Simmer, để quý vị biết là đây là cảnh thiệt, người thiệt. Chân thành cảm ơn tất cả quý khán thính giả theo dõi và xin hẹn gặp quý vị trong chương trình sau. Cũng xin chào tất cả quý khán thính giả, xin hẹn lại một dịp khác. Đây là cảnh thành phố Đà Nẵng, nhìn từ quán Simmer lưng chừng đèo Hải Vân, để quý khán thính giả thấy hôm nay dầu có mưa, có mây, nhưng vẫn rất thơ mộng và rất đẹp. Tôi với anh Châu Ngọc Thủy ngồi ở nơi đây uống cà phê và tán dóc là chỗ này đây, và cảnh là như thế này.